Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút sắp tới của bản tin với những tin tức trong tỉnh, trong nước và quốc tế đáng chú ý. Cùng với hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản, vào tối qua tại trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức vở diễn opera đặc biệt mang tên Công nữ Anio. Vở diễn Công nữ Anio là câu chuyện tình yêu có thật giữa công nữ Ngọc Hoa ở Hội An, Việt Nam và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ vùng Nagasaki, Nhật Bản cách đây khoảng 400 năm. Chàng thương nhân người Nhật sau khi được chú Nguyễn tin tưởng gả công chúa Ngọc Hoa về làm vợ đã đưa nàng về Nagasaki sinh sống. Tại đây, Ngọc Hoa được người dân trong vùng yêu mến gọi tên là Anio-san. Ngày nay, tại lễ hội ở Nagasaki, Nhật Bản vẫn tổ chức lễ rước kiệu đón công nữ Anio-san để tái hiện câu chuyện tình yêu đẹp này. Qua vở diễn có phần tăng cường hoạt động giao lưu hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng với Nhật Bản. Sáng nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện hai dự án giao thông trọng điểm, đó là dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, dự án đường Tân Phúc Võng Phan, ba dự án đầu tư xây dựng và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và khu công nghiệp Yên Mỹ, bảy dự án cụm công nghiệp trọng điểm gồm cụm công nghiệp Kim Động, cụm công nghiệp Chính Nghĩa, cụm công nghiệp Đặng Lễ, cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên, cụm công nghiệp Lạc Đạo, cụm công nghiệp Yên Mỹ và cụm công nghiệp Đồng Than. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương đã báo cáo ban chỉ đạo những khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng cùng những kiến nghị đề xuất để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt, chú trọng bàn giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đường vành đai 4 tại huyện Văn Giang và Văn Lâm. Trong đó tập trung nhiệm vụ cụ thể như công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất ở, xây dựng khu tái định cư, công tác di chuyển mồ mả, xây dựng khu nghĩa trang, công tác quy hoạch tái định cư doanh nghiệp và việc di chuyển hệ thống đường điện cao thế, hạ thế nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự hội nghị giao ban báo chí quý 3 do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số văn bản của Trung ương và của tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó có định hướng của tỉnh về công tác giảm nghèo, hoạt động tín dụng chính sách xã hội, các văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đặc biệt là trận mưa đêm qua và sáng nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có nhiều tuyến đường bị ngập và một số cây xanh bị đổ. Các tuyến đường bị ngập nặng như đường Nguyễn Lương Bằng, Tuệ Tĩnh, Trần Quang Khải và đường Tô Tất Tùng, trên đường Nguyễn Văn Linh, một số khu vực bị ngập cục bộ, đó là cổng bến xe, bệnh viện đa khoa tỉnh, cổng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Nhiều tuyến ngập sâu dẫn đến tình trạng xe chết máy giữa đường. Một số cây xanh trên vỉa hè, khu vực công viên Hồ Nam Hòa, trên đường Nguyễn Văn Linh cũng bị nghiêng đổ. Ngay trong buổi sáng khi trời vẫn đang mưa lớn, ngành chức năng đã tiến hành khơi thông dòng chảy khắc phục sự cố. Một clip ghi lại hình ảnh đàn cá voi nô đùa trên vùng biển đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã thu hút hàng triệu lượt người xem. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 35 giây được một ngư dân ở huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đàn cá voi gồm 3 con dài khoảng 20 mét, nặng hàng tấn bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước nô đùa, mặc dù xung quanh có nhiều tàu thuyền qua lại. Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt người xem. Người dân du khách đều ngạc nhiên, thích thú vì sự xuất hiện của đàn cá voi trên biển Cô Tô. Môn bắn súng vừa mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Phạm Quang Huy giành huy chương vàng môn bắn súng ở nội dung cá nhân nam 10m súng ngắn hơi. Đây là huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19. Ở chung kết, vận động viên sinh năm 1996 chỉ đứng thứ tư ở lượt bắn loại trực tiếp đầu tiên. Dù vậy, đến hết lượt thứ tư, Phạm Quang Huy vượt lên dẫn đầu với 160,8 điểm và duy trì vị trí này
Sau khi loại hết các đối thủ, tấm huy chương vàng là cuộc cạnh tranh giữa Phạm Quang Huy và Lee Won Ho Hàn Quốc. Sao thủ Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt đến 1,1 điểm so với đối thủ. Chiếc máy bay không người lái của Việt Nam mang tên Hera mới đây đã hoàn thành chuyến bay thực chứng trong việc cứu hộ, cứu nạn trên bầu trời xứ Bavaria của Đức. Chuyến bay được đặt tên Carrier Sparrow Flying Eagle, mang chim sẻ bay đại bàng, sản phẩm do Việt Nam tự phát minh, thiết kế và chế tạo, một lần nữa được chứng minh hoàn toàn có thể bước ra thế giới, giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ các chuyên gia drone của Đức và Israel. Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa kiểm tra, xử lý và tiêu hủy hơn 2.500 dụng cụ bẫy chim trời và hàng trăm con mồi. Từ chiều ngày 27 tháng 9, lực lượng chức năng đã đến những cánh đồng lúa trên địa bàn kiểm tra nạn săn bắt bẫy chim trời. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn chiếc bẫy với hình thù như cò giả, lưới răng hoặc những cành tre dính keo. Tổ công tác đã tháo gỡ, tiêu hủy 500 con cò giả và hơn 2.000 que nhựa. Thời điểm này, công an các xã và lực lượng kiểm lâm phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động, ra quân, tháo gỡ, tiêu hủy vô số dụng cụ bẫy chim. Tuy nhiên, nhu cầu mua bán chim trời cao nên đến nay tình trạng này vẫn đang diễn ra. Chuyển sang phần tin quốc tế, Indonesia vừa khai trương sàn giao dịch carbon đầu tiên. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ nước này để hạn chế tác động đến khí hậu và môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh đây là đóng góp thực sự của Indonesia cùng với thế giới để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho rằng sàn giao dịch carbon sẽ giúp nước này đạt được các cam kết khí hậu đã được thống nhất theo Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu nhằm ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C. Indonesia có tiềm năng to lớn trong nỗ lực giảm carbon, đặc biệt là các giải pháp dựa vào tự nhiên. Sàn giao dịch carbon này có thể tạo ra một nền kinh tế bền vững mới, ước tính đạt giá trị tiềm năng khoảng 190 tỷ đô la Mỹ. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia, có ít nhất 13 giao dịch được tiến hành vào đầu phiên giao dịch với hơn 459.000 tấn carbon được trao đổi. Vào hôm 27 tháng 9, Tòa án Nhân quyền châu Âu xử một vụ kiện chưa từng có trong lịch sử khi 6 thanh niên khởi kiện 32 quốc gia do không giải quyết được khủng hoảng biến đổi khí hậu. Nguyên đơn là những thanh niên Bồ Đào Nha, độ tuổi từ 11 tới 24. Họ cho biết đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của biến đổi khí hậu và yêu cầu tòa án buộc các quốc gia phải gấp rút hành động. Họ nhấn mạnh sẽ là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nếu tòa án không giải quyết yêu cầu của mình, gồm vi phạm về quyền sống, quyền tự do, không bị đối xử vô nhân đạo và quyền không bị phân biệt đối xử do tuổi tác. Theo đó, 32 quốc gia gồm 27 thành viên của Liên minh châu Âu cùng với Na Uy, Nga, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh phải hạn chế tối đa hành vi gây ô nhiễm, đồng thời buộc các công ty có trụ sở chính ở lãnh thổ của mình phải cắt giảm lượng khí thải trong sản xuất và kinh doanh. Chuyển sang tin tức khác, ba phi hành gia của Mỹ và Nga vừa quay trở về trái đất sau hơn một năm mắc kẹt trên không gian do gặp sự cố bất ngờ. Ba phi hành gia gồm một người Mỹ, hai người Nga đã trở lại trái đất vào hôm 27 tháng 9 sau khi bị mắc kẹt trong không gian hơn một năm. Bộ ba hạ cánh xuống một khu vực hẻo lánh ở Kazakhstan trên con tàu Soyuz. Đây là con tàu thay thế được phóng vào tháng 2 sau khi các kỹ sư Nga nghi ngờ một mảnh rác vũ trụ đã đâm vào một bộ tản nhiệt của con tàu ban đầu được ba phi hành gia vào không gian. Sự cố đã khiến chuyến đi đáng lẽ chỉ kéo dài 180 ngày trở thành hành trình kéo dài 371 ngày. Tai nạn cũng vô tình giúp ông Frank Rubio, phi hành gia người Mỹ duy nhất trong chuyến du hành, lập kỷ lục về người Mỹ có thời gian lưu trú trong vũ trụ dài nhất. Ông Rubio đã ở trong không gian lâu hơn 2 tuần so với Mark Van Der Hey, người giữ kỷ lục trước đó của Mỹ. Một cụ bà tại Ấn Độ mới đây đã hiện thực hóa ước mơ của cả cuộc đời mình, đó là biết đọc, biết viết sau khi lần đầu tiên được đến trường ở tuổi 92. Theo đó, Salima Khan, sinh năm 1931 và lấy chồng năm 14 tuổi, 2 năm trước khi Ấn Độ giành độc lập từ Anh. Người phụ nữ đã lên chức cụ cố ở bang Uttar Pradesh cho hay, khi còn nhỏ, trong nàng không có trường học. Ước mơ biết đọc, biết viết theo cụ cả đời. 6 tháng trước, cụ đã hoàn thành tâm nguyện khi bắt đầu theo học tại trường tiểu học. Cháu dâu là người đã đưa cụ tiến trường. Câu chuyện của cụ Khan được chia sẻ khắp mạng xã hội. Theo điều tra dân số năm 2011, tỷ lệ biết chữ của người dân Ấn Độ là khoảng 73%. Câu chuyện của cụ Khan đã cổ vũ niềm tin rằng đi học không bao giờ là muộn. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.